Hi guys, mình là Vân và chào mừng mọi người đã tới với kênh YouTube xám xí của mình nha. Lại là sorry chúc mừng sinh nhật đây. Cũng trễ lắm rồi nhưng mình vẫn muốn gửi lời chúc tới với những bạn sinh vào tháng 11 nha. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và ngày càng sinh trai đẹp gái nhé. Làm nhảm một chút thì nói sao nhỉ? Tháng 11 này có ngày nhà giáo Việt Nam đúng không? Thường thì vào ngày này, mình thấy mọi người hay tổ chức một điều gì đó bất ngờ cho giáo viên đã truyền đạt cho mọi người kiến thức cũng như truyền cảm hứng. Phía nhà trường cũng tổ chức văn nghệ để tôn vinh ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Cá nhân mình, mỗi khi nhớ tới dịp này là lại nghĩ đến quãng thời gian luyện tập văn nghệ hồi cuối cấp 3 ấy. Kiểu lúc ấy, lớp mình không thuộc dạng thân thiết với nhau lắm đâu. Tuy nhiên, có vẻ mỗi đứa đều muốn có một kỷ niệm nào đó thật là vui trước khi ra trường, nên cả đám quyết định tham gia nhảy tập thể. Thời gian đầu luyện tập thì cũng cao su lắm, nhưng càng về sau càng chăm chỉ. Có lúc còn luyện tập tới hơn 8 giờ tối mới giải tán cơ. Tuy rằng không được giải gì, nhưng quãng thời gian đó khiến mình mỗi khi nhớ lại đều rất là vui luôn. Giờ mình cùng trở lại bức tranh nhé. Các bạn có nhớ cái luật ngầm mà mình đặt ra trong series này không? Hồi đầu mình mới tiết lộ bí mật thì khá nhiều bạn thắc mắc rằng thế tháng 11 và tháng 12 thì mình sẽ vẽ như thế nào? Để bàn tay của nhân vật ám chỉ tháng được nhắc đến. Giờ quay lại một chút, các bạn ngó qua video vẽ chúc mừng sinh nhật tháng 1 tới tháng 5 nhé. Mọi người có để ý là nhân vật chỉ dùng một bàn tay để ám chỉ tháng được vẽ không? Sang đến tháng 6 thì mới sử dụng hai bàn tay, mà luôn có một bàn tay giơ đủ 5 ngón. Tất cả điều đó đều để phục vụ việc vẽ tháng 11 và tháng 12. Với tháng 11 này, mỗi ngón tay giơ ra để ám chỉ cho số 1. Hai số 1 mặt đặt cạnh nhau thì ra số 11 còn gì nữa. Nghe mình giải thích chắc cũng hơi lú, nhưng mà mọi người cứ nói là hiểu đi cho mình vui ha. Thật ra thì bảo mình vẽ một bàn tay 6 ngón và một bàn tay 5 ngón là cũng có thể giải quyết được cái vấn đề vẽ ngón tay trong tháng 11 rồi. Chỉ là nếu vẽ như vậy thì mình cảm thấy hơi cấn cấn, nên đành thôi vậy. Loại giấy mình sử dụng trong video này cũng giống như loại mình dùng để vẽ cho video chúc mừng sinh nhật tháng 10 là giấy Nabi. Thực sự là nó rất là keo ấy. Đến đoạn mình tô cái nơ thì các bạn sẽ thấy rõ nó keo như thế nào luôn. Nhưng mình lợi dụng cái sự keo này để tả chất liệu và nylon nên cũng không tệ lắm, mặc dù nó cũng chả hợp với bản thân mình. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là một điểm cộng nho nhỏ mà mình dành cho giấy Nabi, vì tất nhiên là nó tả được chất liệu, còn đối với các loại giấy khác thì mình không tả được cái chất liệu này. Trong các video gần đây, mình thường sử dụng màu Pentel. Thật ra đây không phải loại màu yêu thích của mình đâu, chỉ là do mình thuận tay lấy nó ra nên dùng luôn. Thường thì mình sẽ kết hợp Pentel với một loại màu khác, vì Pentel chỉ có 12 màu cơ bản thôi. Nhưng trong tranh chúc mừng sinh nhật tháng 11 này, mình thử thách bản thân bằng việc chỉ dùng Pentel để tô. Nếu cần màu nào thì sẽ cố mà pha ra thôi chứ biết làm thế nào bây giờ. Thành quả trông có vẻ ok la phết đấy nha. Cũng chẳng biết nói gì nữa nên mình xin phép dừng video nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video nhé. Link sản phẩm mình sử dụng trong video được để phần mô tả đó. Nếu thích, hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn nếu bạn muốn góp ý thì phần bình luận là sân chơi của các bạn đấy. Giờ thì bye.